khi kích hoạt cái muscle spindle. Thì ví dụ là cái cơ đùi của mình, thì muscle spindle như các bạn biết nó nhạy cảm với lại khi những cái hoạt động bị kéo giãn cái sợi cơ ra. Thì khi muscle spindle cảm nhận được cơ bị kéo giãn thì nó sẽ kích hoạt co cơ. Ví dụ đó với phần cơ đùi, thì khi mình có cái thí nghiệm mà lấy cái búa nhỏ gõ lên cái đầu gối á, thì sẽ thấy cái chân bật lên á, thì cái đó người ta viết ra cái khái niệm nó là knee stress reflex. Thì khi mà gõ cái búa lên cái dây thần kinh ở ngay đầu gối á, thì để kích hoạt muscle spindle, nó sẽ làm co cơ đùi trước lên, tại do có một cái tác động bên ngoài lên cảm ứng cái phần muscle spindle ha. Thì cùng lúc đó để cái chân thẳng được thì nó phải thư giãn cái cơ đối vận, đó là cơ hamstring, cơ đùi sau, thì nó mới thực hiện được cái động tác đá đùi lên phía trước. Thì một cơ co là cái cơ đùi trước bị co thì cái cơ đùi sau phải giãn. Thì cái khái niệm đó, hai cái cặp cơ đó hoạt động cùng lúc với nhau, một cái co một cái giãn, thì cái khái niệm đó gọi là reciprocal inhibition. Nó viết như thế nào? Nó viết như thế này, để viết lên cho mấy bạn coi. Thì các bạn có thể ghi vô để nhớ cái mấy khái niệm ha. Reciprocal inhibition. Đây. Đó. Thì phổ biến nhất là cái hình minh họa của thí nghiệm mà gõ cái búa nhẹ lên đầu gối để thử chức năng phản xạ của cơ khớp của mình đó. Đây, cái hình này ha. Thì khi một cơ co, cơ còn lại phải giãn. Rồi, khái niệm tiếp theo mình phải nắm ở cái bài này, đó là autogenic. Autogenic. Đây, các bạn viết lại rồi xong mình giải thích phía sau ha. Inhibition. Thì cái này sẽ tận dụng vào những cái động tác giãn cơ để cải thiện biên độ tập luyện, cũng như ví dụ như là mấy môn như yoga chẳng hạn. Thì cái này nó sẽ làm cái gì? Thì nó sẽ kích hoạt cái Golgi tendon organ. Như các bạn cũng biết thì Golgi tendon organ á, cái GTO nè, nó sẽ giúp cho mình không bị over contract, tức là khi cơ nó co quá tải. Tưởng tượng khi sợi cơ co thì cái chỗ dây chằng gân ở đây nó bị giãn, đúng không? Nó giãn xong thì nó sẽ kích hoạt một cái để hạn chế tổn thương cơ bằng cách nó relax cái cơ đó luôn, làm cho mình bị không điều khiển cái cơ đó được nữa. Đó, không điều khiển được cơ được nữa, giống như cái hình minh họa này. Đó, thì lúc này khi mà khối lượng quá lớn so với lực co của cơ thì bắt đầu nó sẽ hư giãn luôn, relax hoàn toàn, làm mấy cái miếng tạ đó xuống. Thì giống như mình squat những cái bài nặng, hoặc là mình đẩy ngực, hoặc là mình deadlift chẳng hạn. Thì những ai đã từng bomb out rồi thì sẽ biết, giống như đến cái ngưỡng đó hoặc vừa squat xuống một cái tạ quá nặng, mình mất kiểm soát hoàn toàn là mình sẽ sập xuống luôn, mình không đẩy được nữa, giống như mình không còn điều khiển được cơ nữa. Thì đó là cái lúc mà cái Golgi tendon organ hay là cái GTO nó được kích hoạt, làm hư giãn cơ để cho nó bảo vệ cơ không bị rách, không bị tổn thương. Vậy cái autogenic inhibition là cái gì? Ví dụ đây, các bạn nhìn cái hình đang giãn cơ bắp chân. Thì các bạn có thể thấy khi mà mình đứng ở tư thế giãn bắp chân này á, thì cái sợi gân dây chằng ở chỗ này, ngay chỗ cổ chân nè, nó cũng giãn ra. Giãn ra thì sao? Thì nó sẽ và cái sợi cơ trên này nó cũng giãn luôn, cái nguyên cái bắp chân này cũng giãn theo luôn. Thì như thế nào? Thì cái muscle spindle nó bị kích thích, đúng không? Nó được kích hoạt cái muscle spindle, nhưng cái lực ngoại lực á, cái lực mình đang áp lên cái cơ này á, lớn hơn so với lực căng, cái lực mà co lại á, cái lực co lại của muscle spindle nó gửi tín hiệu xuống cơ bắp này. Thành ra mình không có co cái chân lên được, mình không có co cái phần cổ chân được, mà muscle spindle, mà với cái phần cơ ngay bắp chân này nó tiếp tục nó giãn luôn. Được chưa? Nó tiếp tục giãn. Và đồng thời cái đó, cái Golgi tendon organ ngay chỗ gân và dây chằng cũng giãn theo luôn. Các bạn hiểu chỗ này không? Tức là phần cơ cũng giãn mà cái GTO cũng giãn. Nhưng
cái muscle spindle này bị vô hiệu hóa, không co được, không co được lại, mà cái này tiếp tục giãn thì nó dẫn đến cái gì? Dẫn đến là kích hoạt cái phần được CTO đây, Golgi tendon organ đây, thư giãn cơ bắp luôn. Đó là lý do các bạn thấy giống như sau khi mình giãn những cái bài như đây, static stretch, mình stretch cái bắp chân, hoặc là những động tác như xoạc ngang, xoạc dọc chẳng hạn. Lần đầu mình làm nó khó, nó hay cứng ngắc, nhưng mình thư giãn một xíu, mình làm lại một lần nữa, lần thứ hai, lần thứ ba, thì thấy những lần sau xuống được cái độ, cái khoảng cách đó nó lại dễ hơn, thậm chí là mình có thể giãn biên độ rộng hơn so với lần đầu. Ai tập yoga, Hiền với Quân có thấy cái việc mà mình giãn nó hợp lý giống vậy không? Giống như là lần thứ hai mình làm lại động tác đó, cùng giống như là trong vòng 5-10 phút đó luôn, mình làm lần thứ nhất không được, nhưng mà mình làm lần thứ hai, thứ ba thì lại được. Có thấy chuyện đó không? Đúng rồi. Đó là khi cái ngoại lực mình áp lên cái cơ này lớn hơn so với lực co của cái muscle spindle gửi do não, và đồng thời cái GTO cũng bị kéo luôn, và nó làm cho toàn bộ cái muscle mình cứ kiểu co không nổi, nhưng mà cứ tiếp tục relax, thì thành ra nó cải thiện biên độ. Thì cái khái niệm này để mình ứng dụng vào những cái động tác giãn cơ, đây, autogenic inhibition, đó, thì các bạn note vô, của cái từ này có nghĩa là cái đó đó. Nãy giờ mình giải thích là để nói cho cái cụm từ khái niệm này, autogenic inhibition. Rồi, tiếp theo. Và như các bạn thấy là nó cần nhiều thời gian hơn để kích hoạt cả hai chế độ của muscle spindle và GTO, nên những cái động tác ép giãn cơ đó như xoạc ngang, xoạc dọc hoặc là mở động biên độ cơ đó, mình thường phải giữ ít nhất là 30 giây thì nó mới có hiệu quả. Còn nếu mà mình mới ép liền, ví dụ mình xoạc ngang xuống liền, mình thấy đau quá cái mình nhóm lên liền, thì nó chưa kịp kích hoạt thì bạn chỉ thấy đau thôi, chứ bạn không thấy là mình cải thiện biên độ. Nên khi mình áp dụng vào những bài tập, khi mình giãn cơ, mình phải cố gắng giữ cái tư thế đó ít nhất là 30 giây, rồi xong mình mới co cơ lại và tiếp tục giãn tiếp, lặp đi lặp lại khoảng 2 đến 3 set thì nó mới thấy hiệu quả. Và nó sẽ phụ thuộc vào kiểu tần suất mình tập luyện cái bài đó, ép dẻo nó nữa. Rồi, đó là hai khái niệm mà mình phải nắm, để cái phần phía sau á, nó sẽ nhắc đến hai khái niệm này. Một là reciprocal inhibition, là một cơ co và một cơ giãn, hai cái phối hợp với nhau cùng lúc. Cái thứ hai là autogenic inhibition. Rồi, hai cái đó. Rồi, tiếp theo mình đi tới ba phần này. Rồi, tới phần note, cái phần rồi kết hợp việc tập cải thiện biên độ, flexibility training vào chương trình tập để làm gì? Đây, nó để cho mình điều chỉnh cho đúng lại những cái cơ bắp bị mất cân bằng. Rồi, thứ hai, cải thiện biên độ khớp, increase joint range of motion hoặc là ROM. Rồi, giảm áp lực, để ý cái cụm từ tension này ha, excessive tension, có nghĩa là lực căng của cái bó cơ, giảm cái áp lực đè lên nó. Vì giống như hôm trước mình nói, nếu mà bị sai lệch tư thế thì sẽ luôn có những cơ bị overactive và những cơ bị underactive, thì mình tập luyện flexibility để giảm thiểu cái cơ bị overactive đi, để cho nó giữ cơ thể về trạng thái cân bằng. Rồi, giải phóng những cái áp lực lên khớp, thì do những cái sai lệch về cơ kiểu land tension relationship, hoặc là những cặp đôi nhóm cơ gọi là for couple relationship, nó làm thay đổi cấu trúc khớp, thì khi mình giãn cơ ra nó sẽ trả khớp về vị trí bình thường và nó giảm áp lực lên cái khớp, thì sẽ hạn chế được chấn thương. Rồi, cải thiện độ mở của cái khớp đó, và cũng liên quan đến cơ, và cái này giống như muscular tendineous, giống như là những cái cơ và dây chằng xung quanh khớp, chức năng của những dây chằng và cơ xương khớp đó. Rồi, duy trì được chức năng và độ dài bình thường, ở đây là bình thường
của những cái nhóm cơ. Rồi tiếp theo, cải thiện hiệu quả thần kinh cơ. Khi cải thiện hiệu quả thần kinh cơ này, khi cơ thể bị imbalance, mất cân bằng, cái cơ overactive đó thì nó mình cần phải giãn, thì ngược lại cái cơ underactive là do mình không kiểm soát được nó. Thì cái việc mình không kiểm soát được nó thành ra nó bị yếu và nó sẽ dẫn đến cái hiệu quả thần kinh cơ mình cũng kém. Thì hai cái đó nó liên quan đến nhau. Khi mình cải thiện được hiệu quả thần kinh cơ thì tự động cái cơ mà underactive nó cũng sẽ mạnh lên dần. Rồi và cải thiện luôn cả chức năng vận động. Rồi tiếp theo quay về bài. Ở đây mình có khái niệm pattern overload. Pattern overload có nghĩa là một cái kiểu mẫu giống như là movement pattern á, thì mình có 5 cái movement pattern hôm trước mình có nói. Thì đây pattern overload có nghĩa là một cái vận động hoặc một cái chuyển động nào đó mình lặp đi lặp lại nhiều lần dẫn đến việc nó bị quá tải. Đây, việc cơ bắp bị mất cân bằng, mất cân bằng thì nó sẽ dẫn đến pattern overload. Và cái pattern overload này, ví dụ như việc vận động viên ở nước ngoài thì ta có đánh baseball, đánh bóng chày, còn mình thì ví dụ những người hay chơi cầu lông, tennis, hoặc là những người chạy bộ, hoặc là những người đạp xe, hoặc bất cứ một cái hoạt động thể chất nào lặp đi lặp lại mà không được giãn cơ hoặc cho cơ nghỉ hoặc được massage một cách phù hợp, cân bằng với lại cái việc tập luyện á, nó đều có thể dẫn đến overload cái cơ đó. Rồi thì bên cạnh cái việc overload bởi cái việc tập luyện thì nó còn overload bởi cuộc sống hàng ngày. Ở dưới đây nó có những cái ví dụ. Đây, ví dụ pattern overload không nhất thiết là phải liên quan đến việc tập luyện mà nó có thể liên quan đến những thứ khác. Ví dụ như là những người khuân vác thì họ thường hay có thói quen thuận bên nào thì nhấc bằng bên đó nhiều hơn, hoặc khiêng một cái món hàng ở trên vai chẳng hạn, thì họ thường khiêng một bên cố định dẫn đến họ sẽ bị nghiêng một bên, hoặc là hay xách giỏ một bên, hay đeo túi xách chéo một bên chẳng hạn như vậy, hoặc là ngồi trong thời gian kéo dài, sit for long periods nè, hoặc là ngồi trước máy tính nhiều trong thời gian kéo dài cũng vậy. Thì cái nó sẽ làm thay đổi một cái hành động kéo dài, không cần nhất thiết là phải nặng hoặc là quá tải gì đó, chỉ cần một hành động đơn giản nhẹ nhưng mà nó đủ thời gian kéo dài thì cũng có thể làm cho cái gọi là sao ta, chuyển động của mình hoặc là cái pattern của mình nó bị quá tải. Rồi thì cái đó nó dẫn đến cái gì? Thì mình nó dẫn đến khái niệm tiếp theo là vòng tuần hoàn của cái việc chấn thương, cumulative injury cycle. Thì nó là một cái vòng luẩn quẩn mà những người đã từng chấn thương sẽ gặp phải. Ví dụ ở đây có nhân vật đó là Duyên hay bị chấn thương cổ chân đúng không? Xong rồi cứ bị hoài. Đúng. Đây là lý do tại sao nó bị nè. Khi mà bạn bị chấn thương, mình đi từ cái hình trước đi. Đây là cái hình, cái đoạn nó giải thích cho cái hình thôi. Mình sẽ đi từ cái hình. Thì cái vòng tuần hoàn của việc chấn thương này, đó là bắt đầu từ đây. Khi mà những cái mô mềm của mình bị tổn thương nhỏ từ trong sợi cơ hoặc là sợi gân, dây chằng gì đó, nó bắt đầu nó viêm. Nó viêm inflammation. Nó viêm thì nó dẫn đến viêm thì nó có 4 cái, đó là sưng, nóng, đỏ, đau. Đầu tiên là sưng, và cái chỗ vùng bị viêm nó sẽ nóng và nó sẽ đỏ, là sưng lên và có màu đỏ, nhìn vào sẽ thấy. Và đau, sưng, nóng, đỏ, đau, 4 cái hiện tượng của viêm. Rồi sau đó nó dẫn đến những cái muscle spasm này có nghĩa là đây, đó là nó đang nói đến cái việc sợi cơ này nè, như cái những cái chỗ knot này nó đang bị co cứng nè, thì cái chiều dài cái phần còn lại của sợi cơ nó bị kéo dài hơn so với những sợi bình thường. Những sợi bình thường ở đây, còn những sợi nào mà nó bị tổn thương nó nằm trên này, ví dụ vậy, thì các bạn có thể thấy là chiều dài và lực căng của những sợi này khác nhau giữa những sợi bị tổn thương và những sợi bình thường là độ dài khác nhau. Tức có nghĩa là những chỗ bị tổn thương nó đang bị căng sẵn. Và như mình thấy khi mà bị sưng, bị bầm hoặc là bị bong gân chẳng hạn, nó sưng cứng lên thì nó bạn có thể
cũng có thể thấy được cái lực căng ở trong cái chỗ vết xương đó của mình rồi. Đó, để mình dễ mường tượng đến ha. Thì đây là cái muscle spasm. Rồi. Và từ đây nó hình thành những cái adhesion này tức là mấy cái knot này. Đó, mấy cái knot này tên của một cái tên khác của nó là adhesion. Rồi, từ đây dẫn đến sai lệch về cái điều khiển của hệ thần kinh cơ, tức là hệ thần kinh cơ phải dùng những cái vần cơ khác, sợi cơ khác bù đắp cho cái chuyển động mà đang bị tổn thương của cái sợi cơ đáng lẽ ra nó phải hoạt động được. Và nó kéo dài dẫn đến muscle imbalance, dẫn đến cái cơ bắp mình bị mất cân bằng. Bị mất cân bằng xong thì nó lại dẫn đến chấn thương lần nữa. Nên chấn thương nữa thì nó lại quay lại cái dòng đầu tiên là cơ bắp tế bào bị tổn thương lại tiếp tục viêm. Đó, nó thành một cái dòng lẫn quẩn. Nếu mình phục hồi, mình không hiểu cái vòng này, mình kiểu mới thấy nó mới lành lặn, bắt đầu mình lại tập tiếp. Nhưng bản chất bên trong cái gân dây chằng nó cần thời gian nhiều hơn so với sợi cơ để phục hồi. Nên đó lý do tại sao giống như kêu sau khi chấn thương người ta phải nghỉ 3 tháng, 6 tháng mới được đi tập nặng hoặc là tập cường độ cao trở lại. Và tại sao họ phải tập phục hồi chức năng, rehab lại cho nó hợp lý để phục hồi những cái mô mềm bên trong. Và ít nhất nó phải quay lại được chức năng bình thường của nó trước khi nó muốn làm những cái động tác khó hơn hoặc cường độ cao hơn. Còn nếu không thì cơ thể nó đã được bù trừ bằng những chuyển động khác, bằng những nhóm cơ khác, thì bạn sẽ bị lẫn quẩn trong cái vòng tròn chấn thương này, có thể hiểu như vậy. Nên ví dụ đối với Duyên khi đã từng bị chấn thương ngay cổ chân thì đặc biệt lưu ý đến những chuyển động có liên quan như nhảy hoặc là tác động mạnh lên cổ chân, thì mình nên tiết chế cường độ lại hoặc là intend khối lượng tập như sau đó. Nói chung là phần đó, và khi mà về mình phải kiểu quan tâm nó nhiều hơn, như là giãn cơ cho nó hợp lý, mình lăn, mình chườm đá sau đó, mặc dù nó chưa chấn thương nhưng mà bản thân nó đã từng chấn thương, mình phải hiểu vấn đề đó và về mình phải chăm sóc nó kỹ hơn những cái chỗ khác, phục hồi cho nó hợp lý, ok, để mình thoát ra khỏi cái vòng tròn bị chấn thương này. Rồi, ở trên này là khúc nó diễn giải ra cái chỗ đó. Những cái tư thế sai lệch, poor posture hoặc là những chuyển động lặp đi lặp lại tạo nên những cái dysfunction, tức là sai lệch về chức năng của cơ hoặc khớp hoặc là mô mềm, connective tissue of body. Rồi, thì những cái mà rối loạn về chức năng của cơ khớp đó sẽ dẫn đến injury, chấn thương. Và kết quả là cơ thể phải sửa chữa cái chỗ mà bị chấn thương đó bằng repair process turn in. Cái này giống như là trong quá trình cơ thể nó đáp ứng với lại chấn thương đó thì liên quan đến cái vòng lặp này đây. Rồi bất cứ một đoạn tiếp theo, bất cứ một cái tổn thương về mô mềm nào đều tạo nên viêm, kể cả việc mình không bị chấn thương mà việc mình tập luyện với khối lượng cường độ cao như squat nặng hoặc là deadlift nặng hoặc là tập với volume cao, như là bất cứ cái việc tập luyện nào thì nó đều đặt stress, đặt căng thẳng, áp lực lên cơ thể mình. Thậm chí là như bữa hôm bạn có chạy xung quanh hồ Tây chẳng hạn đó, bạn chạy thì cũng là việc bạn đang đặt áp lực lên cơ thể. Với lại những bạn mà mới tập, hồi xưa mấy bạn mới đi tập lần đầu chẳng hạn, thì các bạn thường có kiểu ai mà tập nhiều quá về sẽ bị đau nhức, hoặc là nhiều người phản ứng mạnh quá là mới tập bữa đầu xong về bị sốt luôn chẳng hạn. Đó là cơ thể đang bị viêm, mặc dù không bị chấn thương gì hết nhưng cơ bắp nó đang bị tổn thương bằng những cái trauma, tức là những cái rất là nhỏ trong cái mô mềm cũng gây lên hiện tượng viêm. Và tùy theo cơ thể mỗi người mà nó phản ứng khác nhau, có thể là đau nhức hoặc có thể bị đom hoặc có thể là thậm chí là bị sốt chẳng hạn, thì nó sẽ kích hoạt những cái receptor, những cái tế bào thần kinh cảm nhận, cảm thụ, tế bào cảm thụ cái việc đau, body pain. Và để bảo đảm cho cái việc initial protected và nó protection mechanism initiates, đợi mình xíu, ok,
chắc có bạn nào dịch dùm. Bắt đầu, ok, cảm ơn Quân. Thì cơ thể bắt đầu bảo vệ cái chuyển động cơ học của nó, à, giống như là để cho thực hiện được tiếp tục cái chuyển động đó, mặc dù nó mặc kệ có bị viêm hay cái gì đó, nhưng mà cơ thể mình vẫn tiếp tục phải chuyển động, tiếp tục phải hoạt động, thì nó sẽ tạo áp lực lên những cái phần cơ khác và dẫn đến cái đây cái spasm nãy, muscle spasm nè, causing to muscle spasm, tức là những cái cơ khác nó bị kéo dài hơn để nó tiếp tục được co thắt để nó thực hiện chuyển động. Kiểu cái câu này có thể hiểu như vậy. Và nó đặt thêm những cái hoạt động mà activity, high activity, và nó tiếp tục đặt thêm cái kích thích lên cái muscle spindle này. Nói sao ta? Đặt thêm áp lực lên muscle spindle này, dẫn đến hình thành thêm những cái myospasm. Và kết quả là hình thành nên những cái knot ở trên sợi cơ. Cái knot này hoặc mình có thể tìm với tên là trigger point chẳng hạn. Hôm trước mình có coi qua. Rồi, ở nằm phía trong những mô mềm. Rồi. Và từ đây thì những cái sợi cơ mà có mấy cái knot này á, nó sẽ bị giảm khả năng sinh lực. Tại vì cơ bản các bạn có thể thấy nó đã bị mất khả năng đàn hồi. Nó đàn hồi không còn tốt bằng những sợi cơ bình thường nữa. Thứ hai là nó bị stress, nó bị kéo giãn ra nhiều hơn so với những sợi cơ bình thường. Nó bị kéo giãn hơn so với sợi cơ bình thường, tức là nó không đàn hồi thì cũng có nghĩa là nó phát lực yếu hơn so với sợi cơ bình thường. Dẫn đến kết quả là cái gì? Thay đổi length tension relationship, chiều dài của những cái sợi cơ và khả năng phát lực của sợi cơ. Thì những người mà bị căng cơ thì cái performance, cái hiệu suất của họ sẽ yếu hơn so với những người có tập luyện và nghỉ ngơi hợp lý. Và từ những cái sai lệch trên cơ dẫn đến sai lệch ở khớp thì nó có cụm từ arokinetic dysfunction, hoặc là những thay đổi về khớp, chuyển động của khớp. Đây, nếu mình không có giải quyết cái vấn đề trên sợi cơ này thì nó sẽ dẫn đến thay đổi luôn cấu trúc của cái tư thế mình, posture. Đó là lý do tại sao mình bị imbalance trên cơ thể. Rồi. Ok. Mọi thứ mình học đây nó đều liên quan đến những bài trước về những cái khái niệm như length tension relationship, hoặc là force couple relationship, hoặc là muscle spindle conditioned organ. Thì những cái ví dụ tiếp theo đây cũng đang diễn giải lại kiểu ứng dụng vào thực tế ở những cái bài stretching chẳng hạn. Và cái phần mình tô đậm ở đây bắt đầu từ khúc này, bởi vì những cái phần cơ bị co ngắn làm giảm đi chức năng hoạt động của nó và giảm đi độ đàn hồi, làm thay đổi cái pattern, thay đổi cái cấu trúc và giảm khả năng sinh lực và giảm luôn cái chuyện mà hoạt động biên độ của khớp. Thì đó là lý do tại sao mình nên đưa cái chương trình tập luyện flexibility vào chương trình tập, tức là có giãn cơ, có tập luyện có giãn cơ, hoặc là thậm chí giống như là kết hợp tập tạ cộng với tập yoga chẳng hạn, cho nó cân bằng lại để cho nó restore lại, nó đưa cơ thể về trạng thái bình thường để có thể hoạt động được đúng biên độ của các khớp và đúng cấu trúc của cơ thể. Ok, rồi. Ở đây tiếp theo phần này, nếu như mình không giải quyết vấn đề về cơ thể bị mất cân bằng, imbalance, phần tiếp theo mình có tô đậm, nếu huấn luyện viên bỏ qua cái bước mà gọi là correct cho họ đúng lại á, mà tiếp tục tập với cái sai lệch đó
ở những bài tập như resistance, kháng lực hoặc là tập cardio thì nó sẽ đặt thêm áp lực additional stress lên cái khớp của mình và cơ bắp của mình, mà thành ra nó sẽ bị sai lệch ở trong chuyển động và nó dẫn đến nguy cơ chấn thương, bởi vì nó phải chuyển động ở trong một cái tư thế sai lệch và nó phải thực hiện bằng cái pattern bù trừ, giống như là nói sao ta, recruitment pattern, tức là những cái pattern mà nó phải dùng không có unnatural á, để cho nó bù đắp cho những cái chuyển động bình thường. Thì cái đó nó nói lên điều gì? Nói lên là ở những cái chương trình tập nên fit cho cơ thể của người tập trở về trạng thái bình thường trước nếu họ có vấn đề, rồi mình mới tính tới chuyện là đặt thêm khối lượng hoặc là cải thiện cardio gì đó. Đó lý do tại sao giống như một số khách hàng nếu mà vào mà cho họ tập cardio trước hoặc quăng họ vô tập resistance chẳng hạn vài bữa là họ sẽ bị đau khớp, mà đặc biệt giống như những người mập quá cân, thừa cân chẳng hạn, họ sẽ dễ bị đau khớp gối hoặc là đau lưng dưới, là điều đó đang nói lên là cơ thể họ đang bị imbalance. Và đặc biệt là cho họ tập cardio, ví dụ người nặng 80-90 kg đang muốn giảm cân mà bữa đầu tiên vô cho chạy bộ chẳng hạn, hoặc là những bài tập plyometric như nhảy lên bục, nhảy xuống, nhảy nhiều quá thì nó càng đặt, mà không có fit cơ thể của họ thì nó càng đặt áp lực lên cái khớp nhiều, thì những cái gân và dây chằng sẽ dễ bị tổn thương. Đó là cái ý mà chỗ này muốn nói. Rồi, tiếp theo thì tương tự như mọi cái chương trình tập khác thì cái việc tập flexibility cần được hệ thống và tăng tiến hợp lý để theo cái hình mẫu của OPT model để là tối ưu hóa cái hiệu suất tập luyện. Thì nó có chia làm 3 level chính. Đầu tiên là corrective. Các bạn hãy note lại ha. Nó chia thành 3 bước là corrective, tiếp theo là active và cuối cùng là functional. Corrective hiểu nôm na là cơ thể đang bị sai, sửa lại cho đúng. Rồi sửa lại cho đúng xong, active là mình phải kích hoạt được nó. Cơ thể phải biết được là có cái cơ đó hoạt động. Ví dụ như trong động tác squat, nhiều bạn chỉ cảm thấy vô đùi trước mà không thấy vô mông, thì đây là cái bước active. Sau khi cái việc cảm giác không thấy cơ mông trong lúc động tác squat chẳng hạn thì có thể là do cơ thể đang bị imbalance nên mình không thể cảm giác được, thì mình phải dùng những cái bài assessment kiểm tra coi nó có bị imbalance chỗ nào hay không, có bị thay chỗ nào hay không. Sau đó mình giải quyết nó để corrective lại cho trở về trạng thái bình thường. Sau đó mình sẽ active cái cơ mông. Active cơ mông xong, rồi tiếp theo tới functional là thực hiện chức năng của cơ mông. Đó là một ví dụ. Đây, thì trong mỗi cái level này, các bạn hãy ghi lại, trong mỗi cái level này thì nó có những phương pháp stretching khác nhau. Ví dụ như giai đoạn corrective, sửa cho đang bị sai thành bình thường, thì nó sẽ dùng SMR, Cell Myofascial Release, SMR ha, đây là viết tắt là SMR, đấy 3 chữ đầu của này, và kết hợp với Static Stretching. Rồi tiếp theo đến phần Active Flexibility thì mình sẽ kết hợp bằng SMR luôn cộng với Active Isolate Stretching. Cái cuối cùng Functional Flexibility thì mình cũng kết hợp SMR và Dynamic Stretching. Vậy câu hỏi đây là tại sao cả trong 3 giai đoạn này đều phải thực hiện SMR? Có bạn nào cho ý kiến không? Duyên? Không hiểu lắm nha. Ok, à, mọi người có biết SMR là gì chưa? Chưa anh ạ, đang search anh ạ. Ok, đây, để mình mở lên. Ok, để phải giải thích SMR là gì trước đúng không? SMR đó là cái foam roll đó mấy bạn. Dùng foam roll này. Tự xoa bóp đúng không anh? Đúng rồi. Tự xoa bóp bằng cái những ống giãn cơ. Cái ống giãn cơ bằng trái banh. Nó tên nguyên
tên nguyên gốc của nó là Sell My Official Release. Có nghĩa là gì? Sell tức là bản thân mình, bản thân cái người khách hàng đó, cái người tập đó phải tự làm được cái chuyện là giãn được những cái bề mặt cơ mà đang bị căng cứng, release nè, giải phóng những cái nhóm cơ đó và giải phóng bằng tự thân mình chứ không có cần nhờ ai hết. Nên nó biết là SMR. Thì như các bạn thấy người ta hướng dẫn là tự làm không mà, chứ không có cần ai massage hay gì hết trơn á. Rồi. Vậy tại sao mình phải làm cái việc dùng cái ống lăng này trước ở trước những cái động tác khác như static stretch chẳng hạn? Để cái cơ mình nó giãn ra, nó linh hoạt hơn. Ừ. Rồi, Ly. Trước buổi tập thường nhiên thường hay áp dụng cái này. Ok. Rồi. Em nhớ không nhầm thì hôm trước anh bảo là mình kiểu mình tự làm như thế này trước là để làm mềm cái phần cơ ấy. Sau đấy thì mình mới đi tới kéo giãn, rồi sau đấy thì mình mới thực hiện chuyển động ạ. Ok, đúng rồi. Đó, thì dùng cái foam roll này, đầu tiên SMR luôn là cái bước đầu tiên trong buổi tập, trong lúc warm up ha. Để nó làm gì? Như hôm trước mình có coi video á, cái banh lăn qua lăn lại để mình giãn mấy cục này ra nè. Mình giãn những cái cục knot. Tại vì nếu cái knot này còn, tức là cái lực căng tension nó còn áp lên cái sợi cơ này, thì khi cái lực căng đang còn như vậy, nếu các bạn đè vào, các bạn dùng static stretch chẳng hạn là cái đơn giản nhất mà phổ biến nhất. Đây, những cái static stretch như thế này, như những động tác yoga chẳng hạn, sạc ngang hoặc là những động tác static stretch. Static stretch là gì? Là giữ yên, mở rộng biên độ của cái phần cơ mềm cơ đó. Rồi đó, chỉ giữ thôi, giữ 30 giây. Thì những các bạn tưởng tượng khi cơ mình đang có những cái knot đó, sợi cơ đang bị căng, mà nếu mình áp thêm áp lực lên đó, khả năng nó sẽ dễ bị những cái trauma, những cái tổn thương nhỏ ở trong sợi cơ này, mà về lâu về dài có nguy cơ sẽ dẫn đến chấn thương. Ok, nên đây là lý do tại sao mình phải dùng SMR trước, trong trước khi mình thực hiện những cái bài tập stretching khác để giãn những cái knot này ra nè. Đó, mình phải lăn cho nó mềm ra, lăn cho nó thư giãn cơ để nó về trạng thái bình thường, độ dài bình thường của sợi cơ trước. Rồi sau đó muốn làm gì thì làm. Rồi sau đó mình sẽ làm static stretch. Ví dụ giai đoạn corrective flexibility, mình sẽ dùng static stretch là cái mà nãy mình mới show ra. Rồi tiếp theo là active isolate stretching. Để xem hình. Đây. Active tức là mình giữ nhóm cơ. Mà cái hôm trước cái bà, một có một bạn trong group hỏi á, là PNF là cái gì? Tức là khi mình giữ như thế này, mình giãn cơ xong nhưng mình tiếp tục mình activate. Ví dụ đây là động tác đang giãn đùi sau ha. Thì bạn đã có thể thấy là mình đang kéo cái đùi sau về cái hướng người mình, thì cái đùi sau này được giãn ra, kéo chân về hướng người mình thì đùi sau giãn. Nhưng mình giãn một khoảng 10 15 giây, mình lại activate cái hamstring lên cho nó gồng ngược lại. Gồng lên xong lại tiếp tục giãn, gồng giãn, thì dần dần biên độ sẽ được mở rộng ra. Thì đây là active isolate, tức là chuyển động ở những cái khớp này là không đổi, không có góc chuyển động ở cái khớp, nhưng mà cơ bắp có sự co giãn, có sự co thắt, có sự sinh ra lực ở cơ, nhưng mà khớp không thay đổi cái góc độ của nó, thì gọi là active isolate. Mỗi khi các bạn thấy cụm từ isolate này, tức là biên độ khớp không thay đổi. Rồi. Và cuối cùng là dynamic stretching. Dynamic stretching mình thường thấy ở những lớp học thể dục hồi cấp 2, cấp 3 của mình. Dynamic stretch tức là những chuyển động mà có thay đổi cái góc độ của khớp. Đây. Ví dụ như đá chân nè. Đấy. Những cái này là dynamic stretching nè. Ví dụ coi chân ra sau, đá về trước, đá coi sau đá về trước, là nó đang chuyển động góc độ của đầu gối và hông, đang khởi động cho nó vào những cái chuyển động của bài tập mà có liên quan trong buổi tập chẳng hạn, hoặc là đá chân ngang qua ngang lại. Đây là dynamic stretch, là có chuyển động kết hợp trong lúc mình stretching. Ok. Rồi mình tạm ngưng một xíu, mình còn một phút nữa là nó tắt video. Có thắc mắc gì không các bạn? Anh ơi, vừa nãy thì cái phần corrective, active với cả function này thì là
Mình rất là dựa theo kiểu như là khách hàng thì có cái vấn đề gì thì mình làm cái đấy, hay là có thứ tự thực hiện hay như thế nào anh? Đúng rồi, ví dụ khách hàng đang bị imbalance, thường họ sẽ bị imbalance một cái vị trí nào đó thì mình phải đi từ thứ tự corrective trước. Nhưng mà sau một thời gian họ tập với mình chẳng hạn, hoặc là họ biết được cái corrective này trước, họ đã có thường xuyên dùng SMR hoặc là static stress rồi, thì mình có thể đưa họ vào cái active luôn, tùy thuộc vào cái biên độ họ có thể thực hiện. Ví dụ như dùng cái active này nhưng mà biên độ họ không mở được quá nhiều thì mình phải quay ngược lại cái bước đầu tiên corrective, hoặc là